Bích Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có tin quan trọng, phóng sự cộng đồng tại North Carolina. Trong phần 2 là phóng sự đặc biệt những ngày tháng không quên. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Trong buổi họp báo vào ngày 25 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Trước đó vào ngày 13 và 14 tháng 4, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng. Vào ngày 18 tháng 4, nhân việc kỳ họp lần thứ nhất Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bầu lãnh đạo mới, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên, Choe Ryong Hae. KCNA sau đó đưa tin ông Kim Jong Un, chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và chủ tịch Ủy ban Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã gửi lời hồi đáp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Kim nói rằng ông bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì những lời chúc mừng ấm áp và tốt đẹp nhất Ngài dành cho tôi nhân dịp tôi được bầu lại làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lời chúc của ngài là niềm động viên và khuyến khích mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh của Đảng, nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. Tổng thống Nga Putin đến họp hội nghị thượng đỉnh với Bắc Hàn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Lavrovsk để tham gia hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un. Hội nghị thượng đỉnh hôm thứ năm cho thấy Nga đang nỗ lực khẳng định vị thế trong cuộc chiến đấu chống lại hạt nhân Bắc Hàn. Đây là chuyến đi đầu tiên của Kim Jong Un đến Nga sau thất bại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Donald Trump vì các tranh chấp về lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt lên Bắc Hàn. Putin và Kim được sắp xếp gặp tại Đại học Far Eastern State, Ruski, Iceland, cách Vladivostok, một cây cầu. Sau cuộc gặp gỡ sẽ là các cuộc đàm phán rộng hơn. Ông Kim đã đến Vladivostok hôm thứ Tư trên một đoàn tàu bọc thép và nói, ông hy vọng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim đến với Nga với cương vị lãnh đạo Bắc Hàn. Vào năm 2011, lãnh đạo quá cố của Bắc Hàn, cha của ông Kim Jong-un, ông Kim Jong-il, cũng đã đến thăm Nga Kim Jong-un gửi lại hình ảnh của người cha của mình và cho biết ông muốn tăng cường quan hệ với Nga. Yuri Yushakov, cố vấn đối ngoại của Putin, nói với truyền thông Nga, hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và lưu ý rằng Nga sẽ tìm cách thúc đẩy những yếu tố tích cực bắt nguồn từ các cuộc họp giữa Tổng thống Trump và ông Kim. Trước đó, vào tháng 2, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim và Tổng thống Trump diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào vì các tranh chấp về các lệnh trừng phạt. Từ đó đến nay, không có đàm phán cấp cao nào được công khai giữa hai nước, mặc dù cả Hoa Kỳ và Bắc Hàn đều nói rằng sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba. Tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống của ông Joe Biden đang gây bối rối cho nội bộ đảng Dân Chủ, đặc biệt là các nữ đảng viên da màu, những người đang hy vọng cho một ứng viên cởi mở và phản ảnh sự đa dạng quốc gia tốt hơn. Tại diễn đàn See the People, Proxy D. Hall Williamson đã tỏ ra thất vọng khi nhắc đến ông Biden. Người tổ chức sự kiện là Marky Texas nói hôm thứ Tư, tôi biết chúng ta đã được giáo dục để rồi chỉ thấy có người già trắng và ông Biden là câu trả lời. Ông Biden được cho là có khả năng định hình lại cuộc đua của đảng Dân Chủ. Ông đã duy trì quan hệ mạnh mẽ với cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong nhiều thập niên các cử tri nữ da đen sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm đánh bại Tổng thống Donald Trump vào cuộc đua năm 2020. Việc không kiếm được sự ủng hộ của các cử tri trong chiến dịch tranh cử trước đã đưa ra đến rủi ro chính trị cho các ứng viên đảng Dân Chủ. Là Tosha Brown, người đồng sáng lập Black Voters Matter cho biết, ban đầu bà rất háo hức khi biết ông Biden tuyên bố tranh cử, nhưng sau đó đã đổi suy nghĩ. Và Brown nói có quá nhiều đàn ông da trắng điều hành đất nước. Tôi không biết ông Biden có thể thay đổi được gì không. Ông ấy nổi tiếng. Ông ấy được công nhận tên tuổi. Nhưng lợi thế của ông cũng là một bất lợi cho ông.